Hello bà con, bữa nay ngày 7 tháng 6 2024 em có trên phố Lộc Thọ nha bà con. Ở này là chỗ trung tâm của người Việt Nam ở Nam Cali, giống như là chợ Bến Thành đó bà con. Đó chợ đó là phố Lộc Thọ bà con. Đi qua đây chừng vài chục phút thôi. Cái này là ngay trung tâm của người Việt Nam mình nha bà con. Trung tâm hiện đại nhất, ai mà về Cali là cũng phải đi lại phố Lộc Thọ để chơi hết. Bà con thấy không? Phố Lộc Thọ cái ở đây dài căn nha bà con. Ở đây nè, đây là có tượng thánh Trần Đạo nè bà con. Tượng thánh Trần Đạo. Đằng kia là phố Lộc Thọ nha bà con. Phố Lộc Thọ là đằng kia. Có hai trụ cầu mới xây nha bà con. Trụ cầu nước cầu Việt Nam Hòa mới xây đó. Cái đó là phố Lộc Thọ nha bà con. Còn đây là đi qua cách chút xíu là có thánh tượng Trần Đạo. Cái đường này á, đường này là đường tên đường hồi xưa là đường Bô Sa, nhưng mà giờ có tên, có thêm tên đường nữa là Trần Đạo nha bà con. Bà con thấy không? Trần Đạo đó chưa. Cái này khu chạy ABC, khu này nổi tiếng lắm bà con. Bà con thấy không? Nói tóm lại đây là trung tâm nha, trung tâm của người Việt ở Nam Cali nha bà con. Bữa nay em quay này cho bà con coi gì. Bữa nay em muốn làm cái phóng sự là cái cà phê Trung Nguyên của Việt nổi tiếng nhất bên Việt Nam mình, thì qua bên bên Mỹ này thì sao nha bà con. Cái cà phê này là bà con coi nó lớn nhỏ nha. Đây là tiệm cà phê đầu tiên Trung Nguyên, tiệm cà phê Trung Nguyên mà nổi tiếng Việt Nam đó bà con. Giờ nó qua đây thì nó tóm là nó có như đó. Cà phê đậu khoảng chừng 4 chiếc xe, bề ngang bộ đầu khoảng 4 chiếc xe đó bà con. Bà con thấy cái trắng trắng không? Thì cái này em muốn làm phóng sự cho bà con coi, bà con ở Việt Nam trên toàn thế giới bà con có cơ hội coi kênh của em thì coi biết chuyện độc lạ hay là gì là của Cali không bà con. Nó tóm là cà phê Trung Nguyên đó bà con. Cà phê Trung Nguyên nói như đó. Bài ngang đậu khoảng chừng 4 chiếc xe. Nó tóm là cái trắng trắng là của Trung Nguyên đó bà con. Thì Trung Nguyên là chỉ có vậy thôi. Thì ở đây là đường Bô Sa nha bà con. Đường này là ngay trung tâm của thành phố của Quế Minh Tơ luôn đó. Thì bữa nay em làm cái phóng sự cho bà con coi. Thì nó tóm lại là cà phê Trung Nguyên mình nè. Em cho bà con coi cà phê Trung Nguyên nó to lớn cỡ nào nha. Hình như là cà phê Trung Nguyên này qua bên Việt, qua bên Mỹ là hình như là nó là nhỏ nhất thế giới thì phải. Tại vì em thấy cái hình dạng nó quá nhỏ, bà con thấy không? Em nghĩ em biết như cả nhiêu feet thì em biết nhiêu thước thì các bà con cứ nghĩ đi. Bốn bề ngang khoảng 4 chiếc đầu xe. Bề xuôi này em nghĩ chắc khoảng 4 chiếc đầu xe bề ngang, thí dụ bề ngang á, thí dụ dùng vuông này chính vuông thôi. Thì nó tóm là vậy. Thì em vô thử coi cái lớn cái nào nha bà con. Trước cửa thì có mấy cái dù, hai ba cái dù rồi nè. Ở trước cửa thì có cây dừa khô queo, chết queo, cây dừa kiển nha bà con. Dừa kiển thì khô queo hết giáo. Trước cửa thì dưới gốc cây kiển, dưới gốc cây dừa kiển thì có một đống rác. cái này em không đánh phá nghe này. Này tình thiệt, không nói thiệt nghe, tình em quay xem thấy vậy nghe mọi người. Bông cúc, có chồng mấy bông cúc nữa mà bông cúc cũng héo queo bà con thấy không. Bông cúc cũng héo queo bà con thấy không. Mà thấy dưới gốc cây kiển không, chiếc cửa này chưa cái chợ Trung Nguyên không bà con. Cây thì không có miếng nước, bà con nhìn đất nè, nó khô queo. Bà con thấy không, nó khô queo, bà con nhìn thấy cái kiển khô queo, kiển chết queo thấy chưa. Đây là chiếc cửa Trung Nguyên nè. Thì chiếc cửa Trung Nguyên mình có mấy cái cây dù. Nó tóm là đâu tóm là đầu được ba bốn chiếc xe. Em vào bọn này là Trung Nguyên nghe bà con, em cũng nói thêm nó bớt, em cũng đánh phá gì nghe. Em chỉ cho bà con coi thôi. Này là ở Bô Sa nghe bà con. Ở trước thì có mấy cái bàn, em vào bọn mua cái bánh nha. Này là bên trong đó bà con, bên trong nè. Bên trong có rất nhiều đầy đủ anh các bạn. Có cà phê, có đầy đủ, có giáo, có ai muốn mua cà phê về nhà làm cũng có nữa bà con thấy không. Đây là
ở góc buôn xa với mặt rồi bà con. À, thế trên trong có như đây, bên trong được cái hàng bàn này với bàn cửa sổ với là cái bàn này, cái này là chân nguyên bà con. À, bà con cái này nó giống như cái tranh đó bà con. À, có đèn cũng đẹp lắm luôn, bạn thấy nè, chinh phục thị trường hơn 60 quốc gia. À, này còn phải sửa nào con. À, đây có bánh không, vô có bánh không, còn bánh không, vô bánh á. Tính một bánh mà hết rồi. Này mình muốn order, vô đây mình order mà con. Mình muốn order, mình lại đó mình order xong cái sau mình trả tiền ship lại kia mình trả tiền. Này có mấy mặt hàng, có bán mấy cái mặt hàng này nữa là vô. À mà con thấy à, muốn mua về nhà mình làm rồi con ha. À tất cả là đây ra, này là từ Việt Nam mà con. À có nhiều món, nhiều loại, nhiều thứ luôn con. Cà phê này thì bán trong chợ nhiều lắm, cà phê chi bảy thì bán trong chợ cả đống. Này thì có bán mấy cái biển, mấy cái này kia nọ, là mấy dạng làm mẫu rồi con. Có mấy cái phim nè. À mấy cái phim rồi con ha. Có mấy cái ly rồi đẹp lắm rồi con ha. Thì này có giá cả hết, này là giá chắc của thời Việt Nam mình đó, thì có giá cả hết. À, mà thấy muốn ai muốn mua thì cứ vô đây mình mua thôi. À, thì nó tóm lại ở đây mình có bánh nữa mà con, ai muốn ăn bánh thì cũng có bánh. Thì à, nó tóm lại cũng có giá cả thì cũng nhẹ nhàng mà con. Giá cả thì cái cũng nhẹ nhàng chứ nó không mắc. Nhưng mà ở đây thì theo hệ thống của Mỹ mà con, thì làm sạch sẽ. Còn Việt Nam thì hơi của Việt Nam thì làm hơi thì không vệ sinh bằng cái của Mỹ. Mỹ thì làm vệ sinh đó mà con. À, giá cả rồi con ha. Này là ngay trung tâm của người Việt luôn rồi bà con. Ngay trung tâm của người Việt, cái cũng người Việt mình luôn á. Thì nó tóm là mình muốn order mình ở đây mình order. Mình order xong rồi lại kêu mình lấy đồ hay mình trả tiền. À, này giống như mình order thì cái hàng này order. Thì ấm hút hay là mấy cái nắp kia là mình cái tha hồng muốn lấy mình xài và mình lấy là nhiều đấy. Còn cái trắng trắng là thùng rác đó bà con. Còn cái thùng rác là xài không? À, thùng rác bà con thấy là xài không? À, tha hồng đường muốn gì đó tất cả mình muốn lấy gì mà lấy. Mình ngồi thôi. Ở đây thì đặc biệt là có cái này là cho được 30 người ngồi. À, đặc biệt là cho 30 người ngồi bà con. Là trong cái khung này là được 30 người, chỗ này chắc là đẹp luôn bà con ha. Thì thôi nói tóm là em cho bà con coi cái hoàn cảnh của cà phê. À, có mấy cái đèn mà đẹp lắm bà con. Và cái nón lá đẹp lắm. À, thì nói tóm là em cho bà con biết là ở Bosa mình có cái tiệm này ở ngay góc đường Magnolia với lại đường Bosa bà con. À, thì nói tóm là bên trong này như đây. Bên trong này là chỗ order bà con. Ở còn này thì chỉ có cái hàng bàn này. À, hàng bàn này với là cái bàn cặp ngoài cửa với là cái hàng bàn này. Để tóm lại thiệp cho bà con coi cái này là mở cửa 7 to 5, này là 7 giờ cho tới 5 giờ bà con. Này là cái Trung Nguyên này bố xa rồi theo. Thì nói tóm lại là cà phê Trung Nguyên mình ở Nam Cali thì nói vậy. Là chỗ này là chỗ kêu bằng là sầm ức nhất Nam Cali của cộng đồng Việt Nam mà con, trung tâm của người Việt, cộng đồng người Việt Nam ở Nam Cali. Nhưng mà cà phê Trung Nguyên thì nói như vậy. À, nó tóm lại thì em quay cho bà con coi thôi chứ em không có muốn đánh phá ha, là bất cứ như gì cái đó nói em nó sai nghe này, tại vì em giờ báo thêm được quyền em quay cho bà con coi nha. Nó tóm lại thì được đậu được ở trước cửa, đậu được 4 chiếc xe chi trắng nè, này là 2 nè, này xe 3 nè, xe đen là 4 đó, là chiếc đó. Tóm là cái này là vòng vuông mà con, này là nó vòng vuông. Nó còn một cái tem nữa để bữa nào em làm phóng sự cho bà con coi. Thì nó tóm lại đây là cà phê Trung Nguyên ở Nam Cali nha bà con. Thì trước cửa thì em thấy có cây cao chết queo, thiếu nước, tội nghiệp cây quá. Mà dưới gốc cây thì một đống giáp cũng tội nghiệp cái gốc cây luôn, không có cái bông cốt thì cũng chết queo, khô queo mà lèo. À, bông cốt thì cũng khô queo, chết queo.
tội nghiệp mấy cái cây này nó vô phố, nó nằm được vô trong tiệm của Trung Nguyên thì nó tóm lại cà phê Trung Nguyên thì nó vậy đâu con. Nói tóm lại là cái này cà phê Trung Nguyên nha bà con, ở Nam Cali nha. Thì giống như cái dòng vuông thôi, nó chỉ vuông vuông thôi, nó vuông dứt nha bà con, vuông dứt khoảng 4 chiếc xe đầu xe rồi, một tầng thôi bà con, một tầng với 2 tầng nha. Tầng trên là của bác sĩ rồi đó, tầng trên là của bác sĩ, chỉ có tầng dưới một tầng thôi, chỉ có một cái bàn bự với là cái bàn cơ cặp cửa sổ vậy thôi. Nó tóm lại là hình như là cà phê này của cà phê, hệ thống cà phê Trung Nguyên này nhỏ nhất thế giới. Hình như là chỉ còn cái nữa, để bữa nào làm không em làm phóng sự bà con coi thử coi, bà con có ý kiến ngay chứ em không dám nói nhiều, em nói nhiều sợ bị đụng chạm. Mà chất cửa 2 cái rồi bà con. Đại gia vô nhiều lắm bà con. Này là ngay trung tâm một xa là phố phạ đằng kia nha bà con. À phố phạ đằng kia là chút xíu thôi. À chút xíu là một người kia. Ở đây là ABC là khu này nổi tiếng nha bà con. Góc này nổi tiếng nè. Góc này tết ta hay diễn hành trên cái đường này bà con. Đó ta trên hay diễn hành trên đường đó. Ngay chỗ này là góc này, ngay góc nổi tiếng nè. Trung tâm luôn của người Việt nè. À lại chút xíu là tới đằng Lý Phố Thọ chút xíu thôi, chừng mấy chục mét thôi. À nhưng mà hai cái là thấy chiếc cửa là thấy có chiếc xe không bà con. Hai thấy có chiếc xe rất là đẹp. Đó chiếc xe là bà con nhìn nó rất là đẹp. Xe này chắc cũng có tài tử đó bà con. Tại em muốn quay cho bà con coi cái này, chứ cũng người Việt Nam thôi, đảm thấy cái anh chị dân lái. Mà bà con thấy không? Rất là đẹp xe rồi. Xe hiện đại giống như của tài tử đó, lái bà con. Giống như là xe ba bánh. Xe ba bánh ở Việt Nam thì mình hồi xưa thì ba bánh ấy thì khá không thấy, nhưng mà ba bánh đó thì rất là đẹp. Bà con nhìn theo ba bánh này, ba bánh của Mỹ nè. À ba bánh Mỹ rất đẹp, bà con nhìn thấy không? Đẹp dễ thấy đẹp không? À này ngồi chắc phê lắm, ngồi chắc hấp dẫn lắm. Nó tóm lại là khu Posa là ở đó các bà con. Trung tâm nha. Ở Việt Nam, ở Mỹ này mình bà con lái xe thức xịn luôn à. Lái xịn nè, anh này mới đắp bi lắp nó vô chạy ra nè ha. Anh này lái xịn chạy ra nè ha. À, lá sạch chạy ra. À, thì bây giờ em thấy cái này em quay cho bà con coi nha. Con quay coi cái này con khủng long đó bà con. À, anh này kêu bằng Polaris gì nè. À, bà con thấy xe đẹp không? Đẹp biết xe đẹp không? Cái này là đậu trước Trung Nguyên bà con. Đi Trung Nguyên nhỏ nhỏ thì chứ nhưng mà xe đại gia vô đây nhiều lắm bà con. À, bà con thấy đẹp chứ sao? Đẹp quá trời đẹp bà con. À, bà con thấy đẹp chứ sao? Ghế nè. Ghế máy móc rồi thú vị nè. À, này giống như là tài tử phim đóng phim đó, mới chạy lấy cái xe này bà con. Máy móc này nó lòi máy rồi lòi đi bà con ấy. Nhìn đẹp cái xe đẹp không? À, này là chắc xe gì em biết nhưng mà đời mới hay gì đó. Nhìn lái là hấp dẫn lắm bà con. À hay không? Kiến nè, tùm lum. Bánh xe, hệ thống bánh xe bự lắm bà con. Này là ba bánh đó bà con. À rất là đẹp. À bà con thấy không? Em quay sơ sơ để cho bà con coi. À đẹp như sao. Này là xe ba bánh ở Mỹ đó bà con. Này có một bánh thôi. Này là bà con thấy nhìn đó là một bánh nè. Đó là một bánh, ở trên là hai bánh, đây là ba bánh. À nó tóm lại xe này đi chơi đi biển là hết ý. À bà con thấy không? Này nó tóm lại em quay cho bà con thấy cái cảnh lạ lạ, em quay cho bà con coi thôi. Bà con nhìn thấy đẹp như sao? À bên trong nội con ha. Tất cả nhìn là khu này là Phố Lộc Thọ này đằng kia nha bà con. À, Phố Lộc Thọ kia là ABC là đằng đây. À thì ngay góc này thì có cái Trung Nguyên. Cà phê Trung Nguyên rất là bự. À thì nó tắm lên xe này bà con nhìn thấy xe nó đẹp như sao? Này chỗ ngồi bà con, chỗ tài xế ngồi nè. À nó có vàng an toàn lắm bà con, có vàng sắt an toàn lắm nè. Bà con thấy dàn sắt rất là an toàn. Bà con thấy mình có camera, có đầy đủ, giống có hệ thống mà con. Giống nó có bảo vệ an toàn, giáo nó không có trở ngại mà con. Bà con nhìn xe đẹp biết sao. Giống như có xe của Batman nè. Này cháu em nghĩ xe của Batman chạy bà con. À nhìn ngồi hả. Em thấy lạ, em quay cho bà con coi thôi. À nhìn nó giống như là con khủng long. Nó có đèn nó chớp chớp nữa bà con. À này người ta đang đậu nha bà con. Ở Việt Nam mà bà con hay bẻ kiến bẻ đồ chứ bên đây em thấy là không có bị bẻ đâu.
ở đây đậu an toàn lắm, mà con đậu đây không ai mà bẻ như Việt Nam, ở Việt Nam hỏi chút chứ bẻ kiến bẻ gì tùm lum la à, thì tôi tóm lại em quay phóng sự cho bà con coi. Ở đó là ABC nha bà con, ở đó là ABC, còn bên đây là Phố Lộc Thọ à, thì nó tóm lại là trước cửa Trung Nguyên, tại em quay Trung Nguyên cho bà con coi à, em muốn làm phóng sự Trung Nguyên, cà phê Trung Nguyên à, em nói vậy thì hơi xin lỗi, hình như nó là nhỏ nhất của hệ thống Trung Nguyên thì phải. À, bà con thấy cà phê Trung Nguyên nè, khoảng nó vuông vức, bà con vuông vức, bốn chiếc xe đậu, khoảng bốn chiếc xe đậu, với cái đó bình trước hay bình ngang không, bốn chiếc xe đậu à, bà con thấy cái hệ thống Trung Nguyên không, thì nó tóm lại là bữa nay là bên kia là Phố Lộc Thọ nha bà con, còn ở đây là chỗ 7-Eleven nè, còn bên kia là ABC à, đường đó là đường Busa đó bà con, cái bằng giờ ta đổi là tên là đường Trần Đạo đó à, thì nó tóm lại thôi nha, em quay sơ sơ cho bà con nghe cho bà con có cái liên quan sang từ số 9 tăng kìa, nó tóm là vậy, bye bye bà con nha, chúc bà con mạnh khỏe nha, bye bye. Cà phê hệ thống cà phê Trung Nguyên nhỏ nhất thế giới đang có mặt ở trung tâm người Việt của Nam Cali à, trung tâm người Việt ở Nam Cali là nhỏ nhất thế giới à, là hệ thống của Trung Nguyên à, là cà phê là nhỏ nhất thế giới này các bạn à, thì hệ thống cà phê Trung Nguyên của mình hãy tóm lại quay cho bà con biết vậy thôi. Bye bye bà con, chúc bà con mạnh khỏe, bà con họ mà có cái liên quan sau tư số 9 tăng chiều.